Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tự hào kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2022. Đây là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận nâng tầm vị thế sau 47 năm giải phóng. Công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh Ninh Thuận. Du khách đổ về Vĩnh Hải bất chấp bất lợi về thời tiết. Gương sáng, sáo lan, doanh nhân chân đất và một số nội dung đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2022. Chiến thắng 30 tháng 4 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, nhận thấy tình hình ở miền Nam có sự thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh, cả năm 1975 là thời cơ và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế-Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã quyết định phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Đồng thời, chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Phan Rang và Xuân Lộc. Đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các của Sài Gòn. Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28 tháng 4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến thắng 30 tháng 4 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng đó được làm nên bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống yêu nước, kiên cường, đoàn kết một lòng của nhân dân Việt Nam được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử, sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Tinh thần chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975 tiếp tục tạo đà cho cả dân tộc Việt Nam có thêm bản lĩnh, niềm tin để vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 30 tháng 4, ngày cách đây tròn 47 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi. Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất. Bước ra khỏi chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng, tái thiết quê hương. Mảnh đất khát khô và nghèo khó đã từng bước thay da đổi thịt nhờ những chủ trương, chính sách, những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân. Sau 47 năm, giờ đây Ninh Thuận không chỉ chiến thắng đói nghèo, lạc hậu mà đã khẳng định được tiềm lực vị thế mới trong sự phát triển chung của đất nước. Đây là hình ảnh tháp Buk Long Gia Rai sau ngày giải phóng năm 1975. Ba ngọn tháp đứng hoang vu giữa một vùng đất bốn bề trơ trọi. Còn đây là hình ảnh sống động của một khu di tích tháp Buk Long Gia Rai sau 47 năm giải phóng.
hạ tầng khu trưng bày giới thiệu giá trị văn hóa Chăm đã được nhà nước đầu tư đồng bộ khép kín. Các khu công viên, đường lên tháp đều rợp bóng cây, tạo sức hút đối với du khách gần xa. Xây dựng lại toàn bộ cái hệ thống, cái nhà trưng bày, đấy, cái công viên, cái khuôn viên, cái vườn hoa. Rồi sau này nữa là phát triển lên là xây sân khấu, cũng như là đưa các cái gian hàng lưu niệm đưa vào để mà hoạt động. Mà đến bây giờ thì nói chung là tháp nó hoành tráng như thế này là cũng nhờ Đảng và Nhà nước có sự quan tâm. Đây là hình ảnh của Phan Rang sau ngày giải phóng năm 1975. Xe lam, xích lô, xe đạp là phương tiện chính phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Hai bên đường Thống Nhất, chợ Phan Rang thưa thớt nhà cửa. Sau 47 năm giải phóng, vẫn con đường ấy, góc phố ấy. Nhưng tuyến đường Thống Nhất hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Bóng dáng của những chiếc xe lam, xích lô, ba gác giờ đã không còn. Thay vào đó là ô tô, xe máy. Giờ 47 năm nay rồi, giờ không phát triển nhiều lắm. Phát triển giờ mọi mặt hết đi. Chẳng như giờ du lịch hay là cũng bán hay là cái kia cái nọ rồi. Khu ăn uống, khu giải trí, khu vui chơi là cũng có hết đấy. Thấy lên nó là văn minh hơn người trước. Với việc tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sau 47 năm giải phóng, Ninh Thuận đã phát triển một cách toàn diện. Từ một tỉnh thuộc nhóm nghèo nhất cả nước, năm 2021, Ninh Thuận đã có số thu ngân sách đạt 4.343 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 68,4 triệu đồng, đứng thứ 31 trên 63 tỉnh, thành phố, và đứng thứ 8 trên 14 các tỉnh duyên hải miền Trung. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,56%. Đặc biệt, 3 năm liên tục 2019, 2020 và 2021, Ninh Thuận đều nằm trong nhóm 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước. Qua đó khẳng định tiềm lực vị thế mới sau 47 năm giải phóng. Đảng bộ luôn đổi mới phương thức lãnh đạo để bảo đảm hệ thống chính trị được sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối, và đã triển khai những chủ trương, những quyết sách của trung ương, của địa phương một cách đúng đắn. Thứ hai, đó là đảng bộ đã tập trung xây dựng, vận dụng các chủ trương, của chính sách của trung ương vào trong các cái nghị quyết của địa phương. Và trên cơ sở đó thì đã tổ chức thực hiện một cách rất là sáng tạo. Cái thứ ba nữa là trong điều kiện bối cảnh nguồn lực còn có nhiều khó khăn thì tỉnh cũng đã tập trung vừa giải quyết những vấn đề cấp bách, đồng thời ưu tiên cho những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để có thể tập trung vào phát triển được, thúc đẩy và lôi kéo lan tỏa. Và thứ tư đó là liên quan đến những vấn đề về nguồn lực thì tỉnh đã biết cách tranh thủ tạo được, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, cả những nguồn nội lực bên trong để tập trung sức thực hiện các mục tiêu đặt ra. Với bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang có sức bật của 47 năm kiên cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hôm nay cán bộ và nhân dân Ninh Thuận tự hào về những thành quả đã đạt được. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc giúp Ninh Thuận hướng đến những mục tiêu cao hơn để tăng tốc, bứt phá, xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh khá của khu vực và cả nước vào năm 2025. Chuyển sang phản ánh những tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Đại tá Huỳnh Toán Hạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang đã trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hùng và Đại tá Huỳnh Toán Hạnh
đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh cách mạng, trí tuệ, năng lực công tác cũng như kinh nghiệm thực tiễn, đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo công an hai tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 2635 về việc thành lập tổ công tác triển khai các sân bay Thành Sơn, Ninh Thuận và Biên Hòa, Đồng Nai. Trước đó, tại buổi làm việc vào ngày 17 tháng 4, trước kiến nghị của tỉnh Ninh Thuận về sân bay Thành Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp với dân dụng, giúp Ninh Thuận có động lực mới để phát triển đột phá trong thời gian tới. Công văn nêu, để có cơ sở xem xét việc chuyển các sân bay quân sự Thành Sơn và Biên Hòa Đồng Nai thành các sân bay lưỡng dụng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước tháng 9 năm 2022. Sân bay Thành Sơn hiện có hai đường cất hạ cánh dài hơn 3.000 mét, có thể đón được tàu bay Fokker 70, ATR 72, Airbus 321 hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C theo phân loại của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết nhu cầu vận chuyển hành khách du lịch và nhà đầu tư đến các cơ sở kinh tế du lịch tại Ninh Thuận đang tăng rất nhanh, có thể lên tới 5 triệu lượt người một năm, là thị trường lớn cho ngành hàng không. Tối ngày 29 tháng 4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp tổ chức trao giải hội thi áo dài truyền thống Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ nhất năm 2022. Sau khi trải qua hai phần thi, biểu diễn trang phục áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phần thi năng khiếu và xuất sắc vượt qua 16 thí sinh khác, 4 thí sinh đã được ban giám khảo lựa chọn tham gia phần thi ứng xử. Theo ban tổ chức đánh giá, hầu hết các thí sinh có sự đầu tư, phần thi năng khiếu được chuẩn bị dàn dựng rất công phu và mang nhiều ý nghĩa trong việc tôn vinh nét đẹp của áo dài cũng như người phụ nữ Việt Nam. Trong phần thi ứng xử, các thí sinh đều trả lời tự tin, thể hiện sự hiểu biết và có cảm nhận tinh tế về chiếc áo dài Việt Nam. Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng mà với sự chuẩn bị rất là chu đáo của ban tổ chức, rồi là các cái đơn vị, các cái địa phương, cho nên là các cái thí sinh tham gia rất là xuất sắc. Và tôi cũng tin tưởng rằng hội thi này tiếp tục được duy trì và tổ chức thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Và nó cũng góp phần quan trọng trong cái việc khẳng định giá trị chủ quyền của áo dài Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào của dân tộc để áo dài có giá trị trường tồn trong đời sống của chúng ta. Thông điệp em muốn gửi đến cho tất cả quý vị đó chính là chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa trong toàn dân tộc, đó chính là áo dài truyền thống và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và bên cạnh đó, người phụ nữ Việt Nam cần trao dồi thêm kiến thức cũng như trí tuệ và tâm hồn đẹp để cùng nâng tầm cái tà áo dài ra khắp mọi miền đất nước cũng như là khắp năm châu. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Lê Anh Thư đến từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm, một giải nhì và hai giải ba đồng hạng. Hội thi áo dài truyền thống Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ nhất năm 2022 đã khép lại với những dấu ấn đậm nét, là điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền về chiếc áo dài Việt Nam, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về chiếc áo dài Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay có mưa dông. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến du khách và hoạt động du lịch. Tuy nhiên, tại các điểm du lịch nổi tiếng ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, lượng du khách vẫn đổ về rất đông. Đặc biệt, du khách từ các tỉnh phía Bắc tăng đột biến. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, chị Nguyễn Thanh Ngà ở Hà Tĩnh đã tính toán, chọn lựa rất nhiều điểm đến. Cuối cùng, gia đình chị quyết định chọn Ninh Thuận và Vịnh Vịnh Hy là điểm đến đầu tiên và sẽ lưu lại ở đây 2 ngày. Mặc dù Hà Tĩnh có biển, nhưng gia đình chị vẫn rất ấn tượng với cảnh quan nơi đây. Tìm hiểu trên mạng và cùng là biết được là Ninh Thuận rất là nhiều điểm du lịch nổi tiếng, đẹp, phong cảnh rất là thủy tinh. Biển Ninh Thuận là rất là đẹp ạ, và trong xanh. Tại Hàng Rái, một điểm du lịch nổi tiếng nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, lượng du khách đăng ký tham quan lưu trú theo các tour vẫn rất đông. Phòng nghỉ ở đây đã được du khách đặt kín. Nhiều du khách rất ấn tượng trước cảnh quan thiên nhiên, biển và núi tựa vào nhau. Đây là những khác biệt độc đáo về cảnh quan thiên nhiên mà du khách được trải nghiệm tại Ninh Thuận. Lần đầu tiên em đến đây, cái vườn quốc gia Núi Chúa, một bên là núi, một bên là biển, thực sự là choáng ngợp bởi vì nó quá là hùng vĩ.
Làng Nho Thái An cũng là địa điểm mà nhiều du khách không thể bỏ qua khi đến tham quan các điểm du lịch ở xã Vĩnh Hải. Không chỉ được tham quan và thưởng thức nho ngay tại vườn, cùng cách phục vụ gần gũi mà chuyên nghiệp của những nhà vườn ở đây khiến du khách rất thích thú. Ở đây là chúng mọi người ở ngoài Bắc á, ai cũng thích vào trong này. Con người ở trong đây thì rất thân thiện. Của cách làm du lịch ở đây rất là dân dã, rất là chân thật. Coi như là bình thường, không phải là mình du lịch. Đấy, giống như là mình vào đây như là nhà mình ấy. Do thời tiết nên lượng khách đến các điểm du lịch ở xã Vĩnh Hải chủ yếu là đi theo tour đăng ký từ trước. Hiện nay tất cả các khu du lịch khách sạn ở đây đã kín chỗ. Đây là tín hiệu khả quan khẳng định du lịch của Ninh Thuận đã phục hồi và được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến. Chất lượng dịch vụ bên em là phải đảm bảo an toàn, đảm bảo là phòng ốc là phải là sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị. Với lại là tuy là lễ Tết nhưng mà tụi em mà không có lên giá, vẫn niêm yết giá tất cả các dịch vụ. Sau đại dịch Covid-19, du lịch xanh đang là xu hướng được du khách ưu tiên lựa chọn. Và các địa điểm du lịch ở xã Vĩnh Hải nói riêng, Ninh Thuận nói chung cũng nằm trong xu thế đó. Đây là cơ hội và là điều kiện thuận lợi để du lịch Ninh Thuận phục hồi và tạo sức bật mạnh mẽ trong thời gian tới. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Ngọn, sinh năm 1993, Trần Lê Minh, sinh năm 1957, cùng trú tại thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4, thực hiện kế hoạch kiểm tra, tuần tra, truy quét chống phá rừng, ngăn chặn tình trạng đào, vận chuyển cây rừng về làm cây cảnh tại tiểu khu 201D thuộc khu vực thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh. Tổ công tác của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận phát hiện 8 đối tượng sử dụng một xe máy cày và 3 xe mô tô vận chuyển cây rừng trái phép nên yêu cầu kiểm tra thì bị Trần Lê Minh và các đối tượng ngăn cản. Trần Văn Ngọn dùng cây gỗ đánh anh La Thành Doanh là nhân viên của Ban Quản lý rừng bị thương, nứt xương hàm, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Sau khi tấn công, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một xe mô tô, 4 cây huyết giác và 5 cành huyết giác. Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Với sự nhanh nhạy, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Thường Lan ở khu phố 2, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã vươn lên làm giàu nhờ nghề ươm nho giống. 20 năm qua, trại ươm nho giống Sáu Lan đã tạo được thương hiệu cung cấp nho giống cho nông dân trong và ngoài tỉnh, mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình trên dưới 2 tỷ đồng. Mọi người thường gọi ông với cái tên triệu mến Sáu Lan Nho Giống, doanh nhân chân đất. Chuyên mục Gương Sáng Quanh Ta kỳ này mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông Nguyễn Thường Lan qua phóng sự sau. Vào những năm 1998-1999, do đất đai thoái hóa, giá cả bấp bênh, canh tác nho không hiệu quả, đang loay hoay tìm hướng làm ăn mới, thì có một tổ chức phi chính phủ đến Bình Thuận triển khai dự án chuyển giao công nghệ, cấy ghép trên một số loại cây trồng, trong đó có cây nho. Ông Lan quyết tâm khăn gói đi học. Từ những kiến thức lĩnh hội được, ông nghĩ trồng nho theo phương pháp cắm cành trực tiếp bấy lâu nay không cho hiệu quả lâu dài. Còn trồng nho theo phương pháp ghép cành trên thân nho dài sẽ giúp cây nho có sức đề kháng tốt, giảm sâu bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Sau một năm tìm tòi, ông quyết định gom góp toàn bộ vốn liếng thành lập trại ươm nho giống trên diện tích 6 sào, lấy tên Sáu Lan. Những năm đầu, do bà con chưa quen với kỹ thuật trồng nho mới nên việc kinh doanh của ông Nguyễn Thường Lan chẳng mấy suôn sẻ. Không nản chí, ông quyết định tìm đến các hộ trồng nho để giới thiệu sản phẩm nho ghép của mình. Với sự nhiệt tình của ông cùng sự vận động của ngành chức năng, đến nay hầu hết nông dân trồng nho trong tỉnh đã áp dụng trồng nho theo phương pháp ghép cành trên thân nho dài. Lúc ban đầu làm ra rất là gian nan, chứ không phải là nó làm ra là thành công liền. Nhưng cái gian nan đó mình không bất mãn, mà cố gắng mình tự lập, cố gắng mình tạo điều kiện cho mình, cố gắng để giữ được cái cây nho để trở lại ngày hôm nay. Đến bây giờ là 100%. Nông dân mà trồng nho là phải nho ghép, vì nho ghép nó đang mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao, gấp 2, gấp 3 lần, mà ngược lại nó còn tiết kiệm cái công, phân thuốc, sâu bệnh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nông dân, ông Nguyễn Thượng Lan đã mở rộng diện tích trại ươm lên 1 hecta, đồng thời thành lập thêm một trại nho giống với diện tích gần 1 hecta tại tỉnh Bình Thuận. Năm 2014, ông xây dựng nhà lưới với kinh phí gần 1 tỷ đồng để sản xuất nho ghép theo hướng Việt Gáp và đầu tư hệ thống lọc khí để điều chỉnh nhiệt độ. Nhờ đó, nho giống sinh trưởng tốt, sức đề kháng khỏe, được thị trường ưa chuộng. Các vườn ươm mang lại thu nhập cao cho gia đình. Riêng năm 2021, sau khi trừ chi phí sản xuất, ông lãi hơn 1,5 tỷ đồng và tạo việc làm tại chỗ cho 15 lao động địa phương. Hộ ông Nguyễn Thượng Lan ở tại địa phương thì là một hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Hàng năm ông hộ ông Nguyễn Thượng Lan có giúp đỡ cho bà con hộ viên nghèo vượt khó, có vận ủng hộ cho địa phương vận động nạo vét kênh mương, đường bê tông hóa các tuyến đường nội đồng. Đặc biệt ông hộ Nguyễn Thượng Lan còn giúp bà con phát triển nông nghiệp sạch, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sau thành công trên lĩnh vực nho giống, ông Nguyễn Thượng Lan mở rộng nghiên cứu trồng nho bonsai và nho cảnh. Từ gốc nho già 7 đến 8 năm tuổi, ông mua về rồi đưa vào bầu trồng trong vườn có mái che và 8 tháng sau có thể cắt cành cho ra hoa. Mỗi năm, cơ sở của ông sản xuất bán gần 5.000 gốc nho bonsai và nho cảnh cho thương lái đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh thành trong cả nước. Từ bàn tay trắng mà dự dám nghĩ dám làm đến ngày hôm nay là nhờ cái sự mà nho ghép lan rộng ra, nhờ bonsai lan rộng ra, gia đình có thu nhập đến ngày hôm nay cũng rất là ổn định. Với ý chí vươn lên làm giàu, ông Nguyễn Thượng Lan được tỉnh Trung ương biểu dương là một trong những tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đặc biệt, ông được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu nho Ninh Thuận. Chương trình thời sự 19:45 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết.